Nồi ăn ốc kìa. Trời ơi. Bỏ vô miệng ơi. Bỏ vô miệng nhai luôn. Từ từ cho nồi. Được. Để luôn đi. Từ từ nóng trời ơi. Chấm đầu tiên ta chấm muối ớt nè. Nó phải chấm người ta ăn sau mới ngon. Nè, rồi coi bỏ vô miệng nè. Đâu ô. Ăn mặt cái sợi ăn ướt kìa. Chết luôn mình. Quay mặt ở đây coi ăn quay mặt đâu vậy? Nóng. Hello, chào mọi người. Bữa nay mình với anh Khên ở nhà trốn corona riết chán quá, quyết định bữa nay xuống rừng thử coi có bắt ốc bắt gì nướng nhậu tại đây luôn. Đi ở nhà chán quá mọi người, chủ nhật mà tính đi nhậu nhưng mà sợ corona không dám đi. Corona. Corona. Đi. Bây giờ mời mọi người theo chân hai anh em mình nha. Đi bắt ốc xong mới nướng tại chỗ ăn luôn. Ok, let's go. Đây mọi người, đây hồ đây nè. Đây. Đây. Giờ hai anh em tôi đi kiếm bắt ốc. Mà chỗ này chắc ốc. Chỗ này chắc ốc nhiều lắm quý. Nè nè cái bọc nè, cầm đi. Cầm cái bọc đi. Cầm cái bọc đi thôi. Thấy không? Có thấy con nào không? Đây có hoa sen nữa nè. Hoa sen. Đây lá sen chứ không phải là hoa sen. Ô. Alo. Ê, ốc con mọi người. Ốc to nè. Đây con này chỗ ba con luôn. Đâu 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 đâu. Nè. Chỗ ba con luôn. Này con nhỏ xíu. Con nhỏ thôi, tha cho nó đi. Con nhỏ 10 năm sau mình nhìn qua mình ăn tiếp. 10 năm sau. Đây, đây, đây. Đây hai con nè. Đây mọi người. Đâu 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 đâu. Ốc, ốc này ốc gì ta? Mày ốc, ốc 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 đồng. Nó là ốc đồng à, cứ nói ốc đồng mình miền Tây mình thường thường mình kêu ốc đồng. Đây nè mọi người. Cặp luôn. Đây nè. Đây. Cặp luôn. Trời nhóc luôn ơi. À, mới xuống mà được nhóc luôn hả? Con nhỏ. Ông tha cho nó đi. Trời ơi. Mày đúng là bỏ đi. Để ngồi mình móc chứ mà. Nào, lấy cái nào lớn lớn được rồi ăn nướng cho nó ngon. Lấy cái bữa được rồi. Dục thả nó đi. Đây. Con nữa à. Con to đùng luôn, con này ăn nướng ăn phê luôn. Thôi nè con nè. Con này ăn mới phê nè. Được rồi. Đây. Tao bốn con à. Lụm đi, kiếm mới nữa đi. Cái này không phải là mình ham nha bạn. Tại vì ít quá hai người ăn không đủ. Ba người chứ. Một người kìa, nằm đó, đó nằm giọng ở trên á. Còn nữa không? Từ từ đi nhanh quá nước đục rồi đâu thấy. Từ từ thôi.
kia bằng cái gì ta? Cái bằng bông súng mà. Ờ, súng. Súng này. Ê, con này. Nè con này. Từ từ đi. Còn á, không thấy còn nữa đó. Còn hả? À? Ừ. Thôi lượm đi. Ha, lượm đi. Hai, ba, đầu ốc này ăn xuống à. Cái này là tầm khoảng ký ra vừa đó. Ừ. Ký ra nướng ăn trời ơi. Ê, bên bển rất nhiều ốc lắm á. Quá trời sen luôn kìa. Nè, hai con nè. Tẻ chảnh một mớ nữa kìa. À, ướt tao hết rồi. Còn được không? Lát nữa tắm ha. Nè nè con, con dưới nè. Đúng rồi. Okay. Nè. Cái này ăn nướng ăn được rồi. Ừ, mất mất đi. Đó là một con đó, hai con luôn á, hai con luôn á. Cái này đây. Đây đây đây, hai con nè mọi người. Thấy không? Nè, dưới nước nhìn không thấy. Có lý ta. À, chỗ này cũng có người ta qua chơi ha, đúng không? Ừ, đó sen không có trời đâu. Đâu? Đó, còn kia. À, sen hả? Đó, tao sen á. Ôi xa quá, mình không có đi được. Xa nhìn thấy không? Xa đây nhìn thôi. Bên kia các bạn. Rồi bây giờ mình về. Bây giờ là mình đi nhóm lửa và kiếm chỗ nướng mọi người. Để đây, theo chân mình nha. Đây mọi người, đây mọi người có hai chỗ ai nướng đây rồi nè. Phải bỏ ốc gom đi. Nè mình để lên. Hay gom gom. Để xíu đi kiếm củi đã. Để xíu mọi người đi kiếm củi đã. Nè củi nhóc nè. Ở đây. Đi đâu xa mày? Cái ngoan đó. Rồi, ít được rồi, nhiều quá. Biết không? Chắc bên tay nghe hết rồi. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ đúng không mọi người? Đây nó, rồi lửa nhóm cháy lên cái mực bỏ củi lên nè. Nó này nó cũng hay, nó chuẩn bị đủ thứ luôn ha. Rồi đại ta nói người ta qua đây là người ta có mục đích là bắt ốc nè, nướng nè. Mọi người, qua đây lần sau đây câu cá, lấy cá là đi câu ốc cần câu á. Đây câu cá luôn, nó lộn. Nó nhanh qua nó bị dập, hiểu không? Này nó nói tiếng gì không té. Tiếng gì cũng có té đâu mọi người. Mày xếp như trâu mà để củi như đó. Ai nói mình ngu mình chịu chứ mình nói tiếng Việt không có té đâu, mình là người dân tộc không ai á. Mấy bạn nào mà xem kênh của mình nhiều đâu biết rồi, chết mẹ dính gai. Nó cắt chân hoàng nổ nha. Mọi người xem kênh của mình nhiều, mình là người dân tộc không ai mà. Mình cũng nói được chút chút chứ bộ. Nhưng mà nói. Mà đôi khi là bỏ. Đôi khi bỏ dấu tự do mà. Ví dụ như là xếp hàng kêu xếp hán. Quá cái gì này mình nói chơi mà. Xếp hán là mất công ta nghĩ tầm bậy nữa. Không, cái này là mình nói mấy cái vụ mình đánh vần nó không có đúng dấu á. Có đem dĩa theo luôn. Có đem dĩa theo luôn nè. Tí nữa. Đây, muối. Có đem theo nó là đồ nghề đầy đủ nè. Muối nè. Ok, handsome man. Đó.
Anh chàng đẹp trai làm cái gì đó anh chàng đẹp trai? Làm muối ớt. À ok, làm đi. Cái này gọi là làm nước chấm, chấm ốc nướng mọi người. Đây. Ngọt. Ủa mày không có cái gì? Ê, tao nghĩ ra một cách nè. Mày lấy chai nước mày uống á. Đây, ớt. Cho nó siêu cay luôn. Ớt nhiều vô nó siêu cay nè. Mà mới đập được không trời? Được. Đập luôn em. À, cái này cũng là một cái cách hay nha các bạn. Thí dụ mình đi trong rừng á, mình thiếu thốn á, cái này là dụng cụ luôn á. Đây đó, thấy không? Chuyên nghiệp không? Mọi người thấy mình làm chuyên nghiệp không? Smart đâm ngồi chảy nước luôn. Dạy mày đó, tôi chỉ cách mày đó. Đã chưa hả? Nó đã chưa? Đâm đi mày. Thôi, giờ được rồi. Thì mình dắt miếng chanh nè, hết chanh nè. Đây đem theo có miếng chanh nè. Còn miếng nữa đó. Nó bá lửa luôn. Đây mọi người. Trời ơi. Nè. Vô nè. Rồi. Rồi ok, nước chấm đã xong. Rồi đeo băng bên đi. Con với mày. Con rồi. Nè mọi người, hồi nãy bắt được mớ nữa nè. Đây. Nãy bắt được mớ rồi. Vô đây là đủ ăn rồi, hai ba thằng. Để đây dân đổ nước chấm đó hết rồi đó, đem theo bên vô đó đó. Thôi để cái để gì lên đi. Để gì lên đi. Nó cháy hết củi. Tự nhiên. Để bữa nào mình về quê á, về quê mình bắt cá mình nướng dưới quê cho bạn mấy bạn xem nha. Tại trên này trên Bình Dương chỉ có hồ này bắt ốc thôi, chứ cái hồ này bự quá lặn chúng bắt cá thua. Thua. Cái này chỉ có cách là câu thôi. Chứ còn nhận lưới không biết được không ta? Người ta cho văng không? À biết. Hồ này biết có chủ không? Mình cũng không biết là cái hồ này có chủ hay là không nữa. À, mình nướng mình cũng hơi sợ nha bạn. Sợ cháy rừng mọi người. Nướng à? Ôi được nướng rồi. Rồi đây được nướng rồi đấy. Nào hoa bên đây anh quay cho nó đẹp. Qua kia ngồi kìa. Đây. Bạn thấy chưa? Đây. Wow. Đây mới là cảm giác nè. Rồi. Cái quê nè. Ốc sôi là chính nè. Hết cái nồi. Văn mọi người. Rồi thì văn. Còn nữa là hồi nãy mình hai đứa mình lượm muốn được nhiều quá. Chắc cần ký à. Sôi nè mọi người. Sụp. Chính
đây nó hả miệng ra là nó chín rồi mọi người. Mấy bò này cháy lông tay luôn. Cháy lông tay luôn. Đây nó rung quá. Rồi để đó đi nha. Tại vì mình cầm nó cũng hơi mỏi tay các bạn ơi. Nó chơi thì chơi mục luôn. Đây, coi, lấy chén rồi đây. Thưởng thức mọi người. Ăn luôn á hả? Luôn. Nè mọi người. Cái món đặc sản của mình đây. Vừa lụm xong cái lên nướng quất luôn nè nha. Chứ không có gì ngâm rửa gì hết trơn á. Con này, mấy con này chín rồi nè. Ủa cái này đem ra làm gì á? Chín rồi. Đúng không ơi? Trong rừng mà có cái này là có lý luôn nè nha. Trời nóng quá. Hút miếng nước. Ơi nóng quá. Nóng rồi. Còn con ơi. Chấm luôn không? Bữa nay mình theo Minh Sơn vô trong rừng nướng ốc. Cảm giác này nó cũng là hơi thoải mái à. Ngồi ăn ốc kìa. Trời ơi. Bỏ vô miệng ơi. Bỏ vô miệng nhai luôn. Từ từ cho nội. Ủa? Nghe luôn đi. Từ từ nóng nội ơi. Chấm đầu tiên ta chấm muối nè. Phải chấm người ta ăn sau mới ngon. Nè, rồi coi bỏ vô miệng nè. Đồ ô. Nhăn mặt như thủy ăn ướp rồi. Chết luôn rồi. Quay mặt ở đây coi ăn quay mặt đâu vậy? Nóng. Gà ốc á ta để trên lửa khoảng 1 2 phút ta ăn được rồi đó. Nè. Mời mọi người nè, cái này mới ngon nè. Ốc bạch thì đìa này biết dơ vứt luôn. Ốc ngon. Mời mọi người nha. Ngon không? Cái này không phải muối tiêu nè. Muối ớt. Được luôn. Muối gì dạ? Muối gì? Muối dạ.